Chào cả nhà nha cả nhà. Thấy con Thảo có cái cây xoài của nhà mình đó, rồi nó nhiều trái quá. Chuyện quay lại để cho cả nhà xem với lại lưu giữ này kỷ niệm cả nhà. Trái nó kìa. Cây này á là bữa giờ chắc phải chắc cả nó phải hơn 200 kg rồi nha. Mà năm nay mùa dịch Covid rồi đâu có ai vô mua đâu, để chín tòng ten vậy nè. Đó, đâu có ai đâu, ăn đâu có kịp đâu. Cho cả xóm luôn. Mà xóm nhà ai chưa có mình cho chứ nhà ta có cây thì cho tặng chẳng cần nữa. Này mà không có thời gian đem đi thành phố thì bạn bè mình biếu làm quà rồi vui nè. Ăn cây nhà lá vườn nè. Quá đẹp luôn. Trái không chín quá trời cả nhà thấy không? Đó. Trái lớn khủng luôn. Lớn khẩn luôn. Quá trời trái. Mà đây. Đây là cây xài mũ đó nha. Còn bên kia cây kia bữa giờ mình hái nhiều rồi, hái cho bà hàng xóm này cho đó. Đây là đây còn hai trái này muốn rụng rồi nè. Đây để tí nó lấy cái cây kia thọc. Cây bên đây thì xài cát chu nè. Xài cát chu. Người ta ở dưới đây người ta kêu xài cát chu, nó gần giống như cá hòa lộc mình á. Ăn nó thơm lắm, mà trái nó cũng bự. Mà đây gần hết rồi, còn mới trên ngọn à. Bữa hái nhiều lắm, hái mấy lần rồi chắc cũng 70-80 kg xoài. Giờ nó không còn. Còn mà trên ngọn nó khó thấy lắm. Nói chung cũng còn được 20-30 kg rồi trển á. Hái hết chắc có 20-30 kg á. Còn anh này thì thôi. Trong khi còn cây xoài cắt hoặc cắt hoa lọc mà rùi vàng nó chích. Nó chích chết, nó lủng thúi luôn ha. À đây nha. Nắng quá. Nắng chói. Trái khủng khiếp luôn á. À. Chỗ nào thấy trái không? Đó. Ừ. Đấy, xung quanh đó mà nó bị sâu đục thân đó, nó héo cành nhiều lắm rồi nha, mà sao năm nay nó ra trái ghê luôn. À. Quá trời luôn. Đây là chiều hôm qua mình bẻ ăn mớ đây mà chín quá có ăn kịp đâu nè. Cả nhà thấy không? Xoài mà để nó cứ vậy luôn. Để anh hái cho lát rớt á. À. Chín mọng luôn á mà ăn không kịp, ngọt lắm cả nhà ơi, ngọt mà thơm nữa. Nè, à, đây nữa nè. Chín quá trời luôn. Rồi bác con chim rồi nó ăn nè. Đây là ai tới đây ngồi giỏng cái hứng là lấy ngồi nó ăn giục trái vỏ luôn à. Đó, nhiều quá mà. À, em quay ra anh thọc cho. Anh thọc cái trái kia. Quay đừng có rung tay, anh rung lại rồi quả rung lại em quay rung tay là nó xấu video. Thằng bấm mà mấy nút này nó tắt. Hái cho nghe coi nè. Đó, rớt hơn hai trái rồi đó. Trái này thường thường hái luôn. Anh đưa tới chỗ nào thì em phải coi quay cái đó. Ôi trời. Bỏ xuống là hai tiếp. Trái nhiều quá nhiều trái. Năm nó không nhiều vậy đâu mà năm bán được. Mà nó có người vô bẻ nè, cả nhà thấy không? Đã không? Thơm phức à. Ngọt lắm. Thơm lắm. Các con. Con thích ăn con lấy chứ nè. Con để bên kia mà. Trời ơi, tạm ngưng cái đi để anh hái tiếp. Hả? Rồi mà chốc. Thank you.
rồi, được rồi. Ui. Lấy một trái, trong một trái nè. Quá trời. Xe nó không có xe nó không có chạy chứ, nó phải xe chạy mình gọi em trên Sài Gòn chứ. Làm quà biếu cho anh em bạn bè thân quen như đó không được. Xe nó không có chạy, giờ xe nó không có gửi. Đó, nó tự rớt luôn, bịch 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 rồi. Này nó rớt rồi, cả nhà thấy không? Mềm lắm rồi. Mềm, để riêng bên đi. Cái này phải ăn luôn, không ăn luôn là hư luôn, nó dập rồi nè. Mai cái này là mềm cái này nè. Dính đất luôn mà rửa sạch đi là ăn ra. Thơm lắm cả nhà. Rùi vàng chích rồi. Ừ. Chim nó mới đục xong rồi. Đây còn mấy trái nữa hết rồi đi. Chúng ta xin cá thì nướng cá. Làm video. Nướng cá nhậu. Anh Phú ơi, để cá này. Đúng rồi. Thôi mới mở cái bao ra nghe mùi thơm mình. To rồi. Ôi nó thơm. Thơm y như thị vậy đó, giống như thị ơi, thị rơi bị bà vậy đó. Cái này sống rồi nhưng mà già rồi. Cái này để ngày mai mốt chín. Này, bên này cao lắm nè. Trong ấy hả? Ừ. Hái được quanh kia đi. Đi chợ nào không? Chợ nào rau rẻ hơn? Mới cho nó uống nước á.
ba cây trái còn quá trời đi kia rồi cả nhà, để rút lại nghe xem. Đâu rồi ta? Ở đây này đã đó một cặp rồi. Đó một cặp đó là không hái được đó. Đó. Chùm ba trái đó mà hai trái chín rồi cả nhà thấy không? Ổn ghê luôn. Giờ phải leo lên, giờ mà leo lên kiến cắn chứ lắm. Cho bỏ như đây đỡ được rồi, nhiều rồi. Lắm luôn rồi. Trời ơi. Hỏi anh Vinh còn không, đem lên cho anh Vinh ăn luôn đi. Xóm bây giờ, xóm giờ còn cho ai không? Ủa, trái kìa cả nhà thấy không? Đó bẻ có chút xíu rồi nè, cái đống này mới bẻ nè, đống này là đống cũ nè, đó đống này đống mới nè, đống mới nè, đó từ đây nè, đó còn bên đây mấy trái rớt dập nè. Quá đã luôn. Ngưng rồi nha, mời cả nhà ăn xoài nha cả nhà, mời cả nhà ăn xoài. Bên kia còn mít nữa, mít nứt nữa kìa, để mai quay mít sau. Đồng quê mà có gì quay đó chia sẻ với gia đình thôi.